Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập kênh của Âm Thanh Đức Hạnh. Đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lại về được một lô sản phẩm để giới thiệu với quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết. Sau đây quý vị và các bạn cùng lắng nghe, Âm Thanh Đức Hạnh sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Onkyo D77X. Loa Onkyo D77X, Âm Thanh Đức Hạnh về được một cặp bát 30 trung đôm kép đôm 200W một thùng. Cặp loa này có trọng lượng khá nặng nhé. Tiếp theo lại là một cặp loa Chio NS202. Cặp loa Chio NS202. NS202, Âm Thanh Đức Hạnh có một cặp. Bát 25, một chung giấy, một tép giấy và có hai vi tinh chỉnh nhé. Tiếp theo là đôi loa Yamaha LS500M. Yamaha LS500M có một cặp bát 30 trung đôm tép đôm và có hai vi tinh chỉnh. Hàng đẹp xuất sắc nha. Và tiếp theo là một cặp loa AR2A mặt căng kim tuyến. AR2A có một cặp. Và đây Âm Thanh Đức Hạnh đã bóc e căng để cho quý vị và các bạn được nhìn kỹ. Cặp loa AR2A còn một số cặp loa. Âm Thanh Đức Hạnh đang để bên Âm Thanh điện tử Quang Ngọc, tí Âm Thanh Đức Hạnh sẽ giới thiệu với quý vị sau. Và đến dòng âm đi, âm đi Sansui 607 LS Cha. Hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh về được 2 chiếc 607 LS Cha. Mặt gương tiếp theo lại về được chiếc Omni Puller 7800 trơn, có một chiếc 7800 trơn. Âm Thanh Đức Hạnh về được một chiếc.
lông. 780D PMA 780D. Ni là lông 780D có một chiếc nhá. Vẫn là Ami. Đờ lông. Có hai chiếc đờ lông. Một chiếc 890D. Một chiếc 890D và một chiếc 890D không tem và một chiếc 890D tem. Chiếc có tem 890D tem đồng, một chiếc không có tem nhá. Và hôm nay có về được hai chiếc đầu giải mã. Tiếp tục hôm nay lại về được hai chiếc đầu giải mã. Một chiếc đầu đờ lông mang mã số 1600 AL. Có một chiếc nha. Đầu giải mã không cần đĩa mồi. Màu đen. 1650 AL màu đen. Và một chiếc đờ lông giải mã màu vàng cũng 1650 AL. 1650 AL. Và hai chiếc này đều có khiển zin, nhưng 4 ngày sau thì khiển mới về đến đây. Hẹn quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu hai chiếc đầu thì hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh để đặt hàng. Vẫn còn khiển zin nhá quý vị nhá. Hai chiếc đầu đờ lông 1650 AL giải mã vẫn còn khiển zin. Hàng quá đẹp luôn. Đây là ánh bụi nhá, không phải vết xước đâu nhá. Hai chiếc chưa xước. Và thông báo với quý khách hàng đã đặt chiếc giải mã Soli GA 555ES hiện đã về tới nơi nhá. Và ngày mai em sẽ đóng gửi cho một vị khách hàng ở Hà Nội. Và hôm nay vị khách hàng đã chuyển tiền cho Âm Thanh Đức Hạnh để đặt chiếc đầu GA 355ES. Còn chiếc này cũng vẫn chưa có chủ nhá. Chiếc này là không có khiển. Và hôm nay về được một số đầu đĩa Soli 333 X333 ES. Âm Thanh Đức Hạnh hôm nay có 3 chiếc với mức giá tiền tầm trung. Có 3 chiếc. Có hai chiếc.
cửa hàng thì rất chật, Âm Thanh Đức Hạnh về được một số cặp loa, vẫn vừa bóc xong và cũng đã ở bên cửa hàng của điện tử Quang Ngọc. Cặp loa Diatone nè, DS77Z, bass 30, trung đôm, tép đôm, trông rất khủng nha. Hàng rất đẹp. Có một cặp duy nhất nha. Và hôm nay có về cửa hàng được hai cặp lỗ bốt 4.2. Hai cặp bốt 4.2. Đây là thùng vách của cặp bốt 4.2. Quá là mới. Gần còn rất mềm nha. Hàng đẹp xuất sắc đấy. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những cặp loa Bose thì hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại nhé. Và có về được một cặp Bose 301 Series 2. Âm Thanh Đức Hạnh chưa bóc từ đó. Hàng cũng rất đẹp. À đây ạ. Cặp Bose 301 Series 2. Âm Thanh Đức Hạnh chưa hạnh chọn là hàng siêu mẫu, gần còn mềm nhũn này, hàng rất đẹp. Đây là loa karaoke của điện tử Quang Ngọc mới về, rất nhiều. Hàng về muộn, Âm Thanh Đức Hạnh bóc muộn nên cũng quay clip hơi muộn. Quý vị và các bạn cố gắng theo dõi muộn để được sở hữu những bộ sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích nhất. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, và giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh, cạnh siêu thị Lan Chi, trục đường 18 rẽ vào 30m nha. Cạnh siêu thị Lan Chi, đường đi Quảng Ninh Uông Bí. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh.